Rút kinh nghiệm từ làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Delta, nhiều nước trên thế giới đang chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó, điều chỉnh chính sách tái mở cửa nhằm hạn chế những tác động nghiêm trọng tiềm tàng của biến thể Omicron, dù cho đến nay chưa rõ độc lực của biến thể này. Chính phủ Malaysia đã quyết định lùi thời điểm coi COVID-19 là bệnh đặc hữu do xuất hiện của biến thể Omicron. Dù cho tới nay chưa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron nào trong nước, song giới chức Malaysia cho hay sẽ thắt chặt biên giới với những nước và khu vực đã thông báo có ca nhiễm biến thể Omicron. Một số nước châu Âu cũng chú trọng tới việc ngăn ngừa làn sóng mới do biến thể Omicron gây ra. Chính phủ Italy đang xem xét việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở ngoài trời, trong khi chính quyền thành phố Turin, miền Bắc nước này đã ra quy định bắt buộc. Còn tại Anh, dù có những lo ngại về khả năng lây lan sau khi ghi nhận thêm 8 ca mắc biến thể mới, song rất ít khả năng London sẽ áp đặt các lệnh phong tỏa mới. Tuy nhiên, Anh sẽ liên tục đánh giá tình hình. Khu vực châu Mỹ cũng đang gấp rút triển khai biện pháp ứng phó, đặc biệt khi Brazil hôm qua phát hiện 2 ca dương tính với Omicron, trở thành quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latin phát hiện biến thể này. Còn Mexico khẳng định sẽ không đóng cửa hoạt động kinh tế, song sẽ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường cho người lớn tuổi. Chính phủ Canada thì cho hay đang theo dõi rất sát sao và cân nhắc áp dụng các biện pháp mới để làm chậm lại sự lây lan.